Đây là đài VNTV được phát hình trên băng tần 55.2. Tiếp theo đây là chương trình Việt Nam hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Trong chương trình Việt Nam hôm nay, chúng tôi mời nhà thơ Trần Đức Thạch, hiện đang sống tại Nghệ An. Ông từng là một nhà tranh đấu cho dân oan, sau trở thành một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Năm 2008, ông bị bắt giữ sau khi tham gia biểu tình với những cái ngư dân ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa có nạn nhân bị Trung Quốc bắn giết trên biển vào năm 2005. Sau đó ông bị nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Đầu tháng 9 năm 2011, ông đã mãn hạn tù. Sở dĩ hôm nay chúng tôi mời nhà thơ Trần Đức Thạch là vì chúng ta đang sống vào dịp 30 tháng 4 và nhà thơ vào dịp 30 tháng 4 năm 75 thì ông đang là một bộ đội trong cái đoàn quân tiến chiếm miền Nam. Chúng tôi muốn nhà thơ Trần Đức Thạch trình bày những cái cảm tưởng của ông về cái ngày 30 tháng 4 cũng như là về chế độ sau 30 tháng 4 1975. Trước khi đi vào cuộc hội luận, xin nhà thơ Trần Đức Thạch ngỏ lời với quý khán thính giả của đài VNTV 55.2, thưa nhà thơ. Vâng, tôi là Trần Đức Thạch, một tù nhân chính trị đang bị quản chế tại Nghệ An, Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán thính giả đài VNTV 55.2 và xin chào anh Nguyễn Chính Kết. Dạ vâng, thưa anh, cách đây 38 năm, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, Cộng sản miền Bắc Việt Nam đã thành công trong cái việc xâm lăng và thôn tính miền Nam Việt Nam. Thưa anh, vào cái thời điểm đó, đó thì anh đang ở đâu và làm gì? Vâng, vào đúng cái ngày 30 tháng 4 ấy, thì tôi đang là bộ đội Bắc Việt và có mặt tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Không quân thuộc thành phố Biên Hòa bây giờ. Tôi là phân đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341 bộ binh, thường gọi là đoàn sông 5A. Tiến vào Sài Gòn theo đảo quân Hưng Đông gồm các sư đoàn 7, sư đoàn 5 và sư đoàn 9, sư đoàn tôi là sư đoàn 341. Sau này thì tất cả các sư đoàn này ấy, thì thành lập thành quân đoàn 4 đó thưa anh. Vâng, thưa anh, vào cái ngày 30 tháng 4 thì khi mà anh nghe tin là miền Nam Việt Nam thất thủ và miền Bắc đã chiến thắng, thế thì nghe cái tin chiến thắng như vậy đó của bộ đội miền Bắc thì anh, cảm tưởng của anh như thế nào? Anh vui hay là buồn vào thời điểm đó thưa anh? Thì trong cái thời điểm đó thì nói chung là một người lính mà tôi lúc đấy mới có 23 tuổi thôi. Nói thật ra thì lúc đấy là một anh con em nông dân mặc áo lính này. Mà cái điều mà cái cảm xúc đó của tôi mà đều cảm xúc thật là tôi rất mừng là bây giờ là đất nước mình không còn tiêm súng nữa, cái cảnh chết chóc đó là nó không còn nữa. Bởi vì thực tế lúc đó chúng tôi là những người lính thì cái chết nó cận kề, mà nếu như không có tiếng súng nữa thì thú thật là lúc đó rất là mừng là bởi vì là không còn chiến tranh nữa. Vâng, phải đặt mình vào cái địa vị của một bộ đội miền Bắc chiến đấu ở trong miền Nam và đang cận kề với cái chết, thì sau khi mà bây giờ chiến tranh chấm dứt thì chắc chắn là phải vui mừng, trước hết là vì cái bản thân của mình. Với lại lúc đó như anh nói đó thì anh mới có 23 tuổi, cái nhận thức về chính trị nó cũng chưa có sâu sắc, cho nên cái việc mà vui mừng vì ngưng tiếng súng vì không phải chiến đấu nữa, đó là một cái chuyện hợp lý thưa anh. Thưa anh, trước khi mà nhập ngũ để trở thành một cái bộ đội đó, thế thì anh được nhà nước Cộng sản miền Bắc nói như thế nào, tuyên truyền như thế nào về cái tình trạng chính trị cũng như là về đời sống của người dân miền Nam thưa anh? Ngồi đang học phổ thông thì chúng tôi được tuyên truyền là đế quốc Mỹ và bè lục tay sai đã phá hiệp định Geneva để thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta lâu dài. Chế độ miền Nam này hết sức tàn bạo và dã man. Họ kìm kẹp đồng bào miền Nam rất là hà khắc. Người dân miền Nam thì đang sống lầm than, nên chúng ta phải vào giúp họ giải phóng khỏi cái ách cai trị. Thông tin thì bị bưng mít, không khác Bắc Triều Tiên bây giờ.
họ làm đủ mọi cách để mà tuyên truyền người nhé lòng căm thù giặc Mỹ vào tay sai, chia sẻ sự đau khổ của đồng bào miền Nam ruột thịt. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những tài liệu của Đảng Cộng sản và các tác phẩm văn học nghệ thuật như thơ ca kịch họa thời bấy giờ, đúng như tôi nói, vừa tuyên truyền vừa bưng bít và kết hợp với là nhiều thủ đoạn mị dân khác, họ đã làm cho cả miền Bắc sôi sục tinh thần chiến đấu. Thanh niên lớn lên xem việc đi bộ đội vào Nam chiến đấu là lý tưởng cao cả, cá nhân tôi cũng không ngoại lệ. Vâng thưa anh, đó là cái tình hình lúc đó mà anh hỏi thì nó là như vậy. Dạ, vâng, như vậy tức là vào cái thời điểm đó anh cũng như là nhiều bộ đội khác cũng tin tưởng vào những cái điều mà cộng sản, các cán bộ cộng sản tuyên truyền ở miền Bắc nói, phải không thưa anh? Vâng, Anh, đúng dạ là như vâng. thế. Thế vẫn họ tạo ra một cái không khí là rất là sôi sục, bởi vì họ bảo là cái đồng bào miền Nam ruột thịt là đang còn bị những một cái ách đô hộ kìm kẹp của đế quốc, hay là của tay sai rất là tàn bạo. Tức là họ đã dùng rất là nhiều cái thủ đoạn tuyên truyền, mà trong đó là cái lực lượng mà các cái tác phẩm văn học nghệ thuật như ca múa nhạc họa tất cả đều tập trung vào cái vấn đề chính trị công quyền ấy. Cho nên là trong lúc đó thì người dân miền Bắc thì không được nghe một cái thông tin nào khác ngoài sự tuyên truyền của họ. Cho nên thì các anh bậc quý thân giả cứ tưởng tượng xem là cái học sinh thanh niên mới 17, 18 tuổi thì đã biết được gì ấy. Cho nên nghĩ nhồi sọ rất là kinh khủng, và nó tạo ra một cái phong trào mà nếu như con người mà không đi bộ đội ấy thì không thể sống được ở địa phương thôi mà. Thì đấy là nó có một cái chuyện là như thế. Dạ vâng, phải nói rằng cái nghệ thuật tuyên truyền của Cộng sản làm cho người dân tin vào những cái điều mà họ nói là một cái nghệ thuật rất là cao. Chính vì thế cho nên những cái tuổi trẻ ở ngoài Bắc vào cái thời điểm đó chắc chắn là sẽ tin như tin chắc chắn những cái điều mà họ nói. Và họ những người trẻ tuổi lúc đó chưa có một cái kinh nghiệm gì về cái sự tuyên truyền láo khoét của Cộng sản. Vâng, nhưng mà bây giờ đó thì thưa anh nhận định như thế nào về cái sự tuyên truyền của Cộng sản? Anh có thấy rằng ngày trước tin vào cái sự tuyên truyền đó là một cái sự ngây thơ hay không thưa anh? Vâng, thì đúng là như thế. Và bây giờ một cái cảm giác rất là đau xót là hình như là không những cái thế hệ tôi bị lừa mà thế hệ cha anh tôi cũng đã bị lừa, mà đến thế hệ tôi rồi đừng còn là bây giờ liên tục này nữa, còn đang rất nhiều nhiều người đang ngủ mê, đang bị lừa. Thì nhưng mà nó có một cái thời điểm là như hồi mà chúng tôi bị lừa thì nó có cái lý do của nó, là bởi vì là chúng tôi bị bưng bít thông tin. Thì anh quý vị khán giả cứ thử tưởng tượng xem, nếu như họ bắt được mình đang nghe cái đài BBC chẳng hạn, hay đài Hoa Kỳ chẳng hạn, thì dứt khoát là đi tù rồi, tức là đi cải tạo không 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 cần xử gì hết, nghĩa là đã vi phạm nó bảo là nghe đài địch thì chết rồi. Cho nên là cái mà trong lúc đó mà hồi xưa ở miền Bắc thì nó rất nghèo, cái hệ thống để mà có tiền để mua được cái radio là có khi phải bán cả cái nhà, cho nên cũng rất hiếm radio, cho nên người ta bưng bít được thông tin và như vậy người ta lừa được. Ở đây không phải là nói như một chi tiết là nghệ thuật cao đâu, mà thực ra là người ta dùng cái bức màn gọi là người ta bưng bít thông tin cho nó không ai được có một suy nghĩ khác gì đối với lại cái cách cái tư tưởng của Đảng, đường lối của Đảng cả. Vâng. Vâng. Thưa anh, khi mà được lệnh vào miền Nam chiến đấu đó, thế thì lúc đó chắc hẳn là anh quan niệm rằng cái cuộc chiến đấu đó là một cuộc chiến đấu có chính nghĩa. Chắc là như thế phải không anh? Vâng, thực ra thì tôi và đại đa số bộ đội miền Bắc là con em nông dân mặc áo lính, nghe cấp trên nói sao thì nghe vậy thôi. Quan niệm của tôi lúc ấy là đóng góp vào cái cuộc giải phóng cho đồng bào miền Nam á, là vẫn xem cuộc chiến đấu mình được tham gia đó là chính nghĩa. Thì hồi đấy thì chúng tôi nghĩ như thế.
theo cái sự tuyên truyền của nhà nước cộng sản. Tôi thì khác, phần đông anh em khác là không có quyết tâm, họ thì quyết tâm nhất xanh cỏ nhì thì đỏ mực. Tôi đi bộ đội còn có những cái lý do riêng, nó là do có năng khiếu văn học bẩm sinh, cho nên là tôi muốn trải nghiệm tìm hiểu tính cách của con người, tâm lý của con người khi gần cái chết họ đối xử với nhau như thế nào. Vì ở xã hội miền Bắc lúc đó tôi đã lờ mờ hiểu ra được sự dối trá đều đáng của những người cộng sản qua sự phàn nàn bực dọc của bố tôi. Nhưng bố tôi cũng là một đảng viên và là một cán bộ nhà nước, cứ mỗi lần về nhà là ông phàn nàn là ông này thế này, ông kia thế kia, tính cách như thế này, tính cách như thế, và ông cũng đã nói được bọn này chỉ là một bọn lưới trên lửa dưới. Thế thì nó tạo cho tôi hồi đấy thì mới 17, 18 tuổi thôi, thì tôi cảm thấy sao của mình là một người trung trực và đứng đắn thẳng thắn như thế mà ông phải bực như thế, thì tôi đã bắt đầu là nghi ngờ. Và cũng là nói một phần nữa, có một cái lý do thứ hai nữa, đó là do đói quá. Nói thật với lại khán giả hồi đó ở miền Bắc rất là cực cực, tức là như tôi cái tuổi thì ăn chỉ lớn á, mà không có được một bữa cơm nào ăn no, thế cho nên rất thèm một bữa ăn no. Nên thực ra mà nó còn ở nhà thì chả có gì ăn à, ăn cháo rồi khoai luôn, thậm chí cháo rồi khoai cũng không có ăn, nhiều bữa là phải nhịn đói hoặc ăn củ đuối, ăn bánh bạ vậy thôi. Và có hôm là coi như phải trèo lên cây đi bứt củi xanh của người ta để ăn, sau đấy là nó bụng gần chết. Đấy, những cái nó quá cơ khổ. Mà đi bộ đội ấy, thì được ăn no 21 kg gạo một tháng kể cả đội, nhưng mà như thế cũng là no mà cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thì tôi nghĩ là nhiều người đi bộ đội ấy, đều có cái lý do thứ hai như tôi, đó là do đói quá. Vâng. Hôm nay chúng tôi mới biết được một cái lý do thứ hai đó, thưa anh. Phải nói rằng nói thế rất là vâng, nhưng mà thực kỳ thực là như vậy đó anh. Dạ vâng, như vậy thì rất là nhiều người bộ đội miền Bắc sở dĩ mà tham gia bộ đội chỉ vì không muốn có ở địa phương nữa, vì ở địa phương thì đói, còn vô bộ đội thì no, vâng. Chứ không phải là vì cái lý tưởng, thậm chí là cũng không phải là vì cái vấn đề tuyên truyền của nhà nước cộng sản nữa. Thưa anh, lúc đó thì dường như người miền Bắc cũng đều được tuyên truyền cho rằng là ở miền Nam dân chúng còn đói khổ hơn cả dân chúng miền Bắc nữa, mặc dù là lúc đó miền Bắc đã hết sức là đói khổ rồi. Thế nhưng mà thưa anh, những cái năm đầu sau 1975, sau khi mà tiếp xúc với đồng bào miền Nam và biết một phần nào cái cuộc sống của người dân tại đây đó, thế thì thưa anh có thay đổi gì về, trong cái nhận thức về miền Nam Việt Nam, cũng như là về cái cuộc chiến đấu chống lại cái chế độ miền Nam của bộ đội miền Bắc giống như anh hay không, thưa anh? Vâng, thưa anh và quý vị khán thính giả, thì thực tình thì tôi đã bắt đầu thay đổi cái nhận thức đó. Từ sau cái vụ mà đơn vị tôi tàn sát hàng trăm bà con dân này ở ấp Tân Lập ấy, ở chỗ gần Xuân Lộc ấy. Thì sự việc này tôi đã chứng kiến, tôi đã kể lại trong cái một thiên phóng sự là Quất Ức, Quất Ức Ký, viết theo ở dạng Quất Ức Ký, nhưng mà tôi thêm chữ từ một cái thể loại Quất Ức Ký trong cái phóng sự số 7 ký là Hố Chôn Người Ám Ảnh ấy, mà nhiều người trang báo mạng đã đăng trước đây. Tôi đã hiểu ra cái bản chất tàn bạo vô nhân tính của anh bộ đội cụ Hồ. Tiếp theo là tôi được chứng kiến cái cảnh sống lúc ấy, thì điều kiện sống, phải nói là điều kiện sống của nhân dân miền Nam ấy, tốt đẹp hơn cả một trời một vực so với đời sống của nhân dân miền Nam. Chính vấn đề này đã củng cố thêm cho tôi thay đổi cái sự nhận thức, mà tôi đau đớn nhận ra là mình bị lừa, và đừng còn biết bao nhiêu người khác bị lừa nữa. Vâng, chính cái này nó đã củng cố cái nhận thức của tôi, và tôi cảm thấy đó là cái cuộc chiến tranh của mình mà tham gia vào như vậy nó phi nghĩa rồi. Bởi vì khi tiếp xúc với đồng bào miền Nam ở trong kia thì tôi thấy từ giáo dục cho đến nền kinh tế cho sự con người đối xử với nhau nó rất là tốt, mà cái đó là cái mà luôn luôn nó là cái ước vọng của một con người. Thì tôi nghĩ rằng là mình và cả đồng đội
như vậy là đã bị lừa, đau đớn nhận ra là mình bị lừa. Vâng thưa anh. Dạ vâng, như vậy tức là anh nhận thức rằng á, là mình bị lừa vào ngay cái ngày 30 tháng 4, ngay hoặc là trước đó, khi mà anh thấy rằng bộ đội tàn sát người dân một cách hết sức là tàn bạo. Vâng, và chúng tôi cũng đã đọc rất là nhiều vì cái bài của anh, và vì hiện nay đó thì ở trên internet người ta cũng đã đăng tải lại cái bài tường thuật của anh về cái cuộc tàn sát đó ở Xuân Lộc. Vâng, thưa anh, hiện nay đó anh đang là một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Thế thì làm sao, lý do gì đã thúc đẩy anh trở thành một nhà đấu tranh như vậy? Lý do nào khiến cho anh sẵn sàng chấp nhận những cái gian khổ tù đầy để mà dấn thân vào cái cuộc đấu tranh này, thưa anh? Khi mà nhận thức được cái vấn đề mình thấy rằng mình bị lừa, và nói chung thì nhưng mà với cái điều kiện xã hội lúc đó thì mình cũng chỉ biết rằng là làm thế nào để thoát khỏi cái, trước hết là cái hoàn cảnh sống của người lính đã. Thì tôi đã làm đủ mọi cách để tôi ra được khỏi lính. Đấy là một cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa thì về mình quan sát xem với miền Nam như thế rồi về miền Bắc như thế, rõ ràng kể từ lúc đó thì cái ý định rõ ràng tôi quyết định ly khai cộng sản. Nhưng bởi vì điều kiện lúc đó thì mình không thể lên tiếng được, không có cách gì để mà lên tiếng, mà chỉ biết ấm ức trong người vậy thôi. Về thì thầy sẽ thấy tình hình ở nhà tôi thì họ cũng có những vấn đề, tức là không những bạn tôi ở chiến trường thì như thế rồi, nhưng về nhà thì chính ông cụ tôi cũng là một con người đấu tranh và khát khao cái sự bình đẳng, sự công bằng trong xã hội. Cho nên ông cũng đã lên tiếng và chúng nó đối xử với ông rất là tàn tệ, chúng nó gọi là vùi dập, tức là tù ấm ông, mà ông Nguyên là một cái cũng là đảng viên từ năm 47 rồi. Vậy nên là chúng nó tù ấm gia đình tôi rất là cơ khổ. Thế thì khi tôi ra được lính năm 76 rồi, tôi xin về ngay mà. Tôi làm đủ mọi cách để tôi ra khỏi lính, tôi về. Về thì như vậy là đến năm 78 tôi cũng nghĩ nó oan ức, nó bất công nhiều quá. Thì tôi đã không còn cách nào khác, tôi đã quyết định tự thiêu để mà phản đối cái chế độ bất công. Thì tôi đã một lần tự thiêu, tức là ngày 14 tháng 10 năm 78. Tôi đã chống lại cái chế độ bất công rồi. Tôi nghĩ rằng là bây giờ mình thì không có súng đạn, mà có súng đạn thì cũng không thể làm gì, có một mình thôi. Thì mình đốt lên cái ngọn lửa đấu tranh ấy bằng máu và lửa, nói với mọi người đấu tranh để bất công. Nó thôi thúc tôi từ đấy, nhưng mà chỉ có một thân một mình. Rồi sau này, sau cái tự tiêu ấy, thì tôi được nhiều người họ cứu sống. Cái tinh thần đấu tranh, tức là lấy cái khát vọng của dân tộc mình, càng ngày càng nhận thức thấy nhiều dân mình bị sống lầm than quá, càng ngày càng thấy cái chế độ nó lại đi vào cái sự thối nát, độc tài thối nát. Thì cái nhìn nhận của tôi về tự nhận thức thực hiện cần phải đấu tranh, cần làm cho đất nước, cần làm cho nhân dân cái điều gì, cứ càng ngày càng hung đúc con người tôi. Nhưng mà với một cái điều kiện là tôi bị họ gây rất là nhiều khó khăn, nghĩa là tôi về thì họ không nhập hộ khẩu và tất cả các thứ. Tôi mà ở chế độ ở Việt Nam mà không có hộ khẩu thì ở chỗ nào cũng không yên anh ạ, và coi như cũng không thể làm ăn được gì. Cho nên là vừa là nung nấu cái tinh thần đấu tranh, nhưng cũng vừa phải là tha phương để mà làm đủ mọi cách để mà sống, để tồn tại. Và với cái nhận thức đó thì tôi cứ nuôi hy vọng vậy thôi. Nhưng mà cho tại đến khi thì tôi viết rất nhiều bài hoạt động ở trong văn học nghệ thuật, tất cả các bài viết đó tôi đều tìm cách để tố cáo những cái thối nát của chế độ cộng sản, và làm thế nào để bênh vực
cho dân lành. Mới có những cái như chẳng hạn những cái cuốn tiểu thuyết về đặc tù của tôi với anh Đặng Văn Chí viết rất hồi năm 88-89 này. Thế là Đảng Bình Tở nội bộ nội vụ lúc đó là can thiệp vào, rồi họ tìm cách là để mà sát hại tôi phải bị lãnh nạn. Thế nên là thì nhưng mà mình thấy đơn phương quá, và lúc đó tôi chưa hiểu được, vì như tôi không biết gì về cái phong trào đấu tranh dân chủ trong nước và ngoài nước, thì tôi rất là cô đơn, nói là đấu tranh âm thầm, đấu tranh rất là cô đơn. Nhưng mà đến khi mà tôi biết được tin của Hoàng Minh Chính mất, thì khi hôm tôi dự đám tang thì tôi mới ra đấy mới xuất đầu lộ diện, và khi đó mới gặp được rất là nhiều anh em, là thì tôi mới ngỡ rằng hóa ra là ở trong nước mình đang còn có nhiều người suy nghĩ đấu tranh như mình, và tôi rất mừng. Nói thật với quý vị khán giả và anh Nguyễn Phú Chết ở lúc đó xin mừng lắm, nghĩa là bây giờ còn cuộc đấu tranh của mình không còn sự cô đơn nữa. Và tiếp đó là tôi say mê lao vào công việc, không có vấn đề gì cả. Dạ vâng. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình trong giây lát, và chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình sau phần thông tin thương mại. Kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin tiếp tục chương trình Việt Nam hôm nay với nhà thơ Trần Đức Thạch, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ tại Nghệ An. Thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, anh là một cái người từ miền Bắc, đã từng là bộ đội trong cái chế độ miền Bắc, và bây giờ thì anh trở thành một nhà đấu tranh dân chủ. Hiện nay có rất là nhiều người cán bộ cộng sản, thậm chí là cấp tướng đã phản đối lại chế độ cộng sản và cũng có khuynh hướng trở thành một nhà đấu tranh dân chủ. Thế thì thưa anh, theo cái kinh nghiệm của anh đó, thì một cái, và anh cũng đã từng sống ở miền Bắc, thì xin anh cho chúng tôi biết là một cái người cán bộ cộng sản mà giác ngộ, cảm thấy mình bị lừa dối để rồi chống lại chế độ, dám nói sự thật về chế độ và đồng thời có thể trở thành một nhà đấu tranh dân chủ. Thế thì phải vượt qua những cái khó khăn nào để mà trở thành như vậy? Khi mà trở thành như vậy thì có sợ bị cộng sản trả thù hay không? Thưa anh. Vâng, thực ra thì chúng ta nhìn một cách khách quan thì tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, hay nói cụ thể là những có đảng thì dân có quyền có chức hiện nay ấy, thì người ta mới yêu đảng Cộng sản và mới yêu chủ nghĩa xã hội. Nhưng còn thực ra những đảng viên thường, mà thậm chí có những cái đảng viên trước đây cũng giữ những cái trọng trách rất là cao rồi, nhưng mà với một cái thời kỳ đó thì cũng phải nói họ xuất phát từ cái lòng yêu nước thôi. Nhưng mà con cái khi mà nhận thức ra được cái lý luận Marxist và những cái đường lối mà nó cái đường lối của cộng sản nó đưa dân tộc của đất nước mình đi vào chỗ khốn cùng, đi vào chỗ lạc hậu, thì người ta bắt đầu từ cái tâm lý
Trước cái hiện thực như vậy ấy, thì cái điều đầu tiên là người ta nghi ngờ và điều sau đấy thì nó đổ vỡ lòng tin. Bây giờ thực tế mà nói là cái chủ nghĩa cộng sản, hay là nói một cách cụ thể ra là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lòng tin đối với người dân thì đã đành, nhưng mà đối với rất nhiều cán bộ đảng viên cũng đang vỡ lòng tin. Thế là một số thì họ biết được chuyện như vậy, nhưng mà do cái sự khủng bố đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản thì họ im lặng, họ sống theo kiểu cũng giống như vô cảm, mà người ta gọi là cái người ta sống theo chủ nghĩa mặc kệ nó, mà ta hay nói theo ấy là Makino đấy. Còn một số nữa thì với cái sự trăn trở thì không thể chịu được trước cái cảnh đất nước và dân tộc đau thương như thế, điều linh như thế, thì người ta đã lên tiếng. Thì chúng ta đã thấy như các từ khi cụ Hoàng Minh Chính rồi đến tướng Trần Đỗ rồi sau này vẫn còn rất nhiều, mà hiện nay thì chúng ta mới biết là có bảy nhóm 72 nhân sĩ trí thức ấy, thì toàn cựu đảng viên, toàn là rất nhiều người đã tham gia vào những cái vai trò rất là lớn của Đảng Cộng sản. Thế nhưng bây giờ đấy là một cái sự thay đổi, mà ở đây thì phải nói là người ta không phải, nếu chúng ta nhận thức thì thế này, tức là ở đây nó đổ vỡ lòng tin, và như vậy là người ta thấy rằng người ta cũng bị sai lầm, người ta cũng bị lừa gạt, và người ta cái đường hướng lãnh đạo của Đảng Cộng sản nó không đúng. Thì bây giờ người ta phải đấu tranh làm như thế nào đó cho nó có thực tế để đem lại cái hạnh phúc cho nhân dân, thì buộc lương tâm người ta phải lên tiếng. Mà như vậy là người ta đã hiểu thì người ta lên tiếng là hoàn toàn chính đáng. Và tất nhiên khi người ta lên đưa tiếng thì Đảng Cộng sản hiện nay ấy, thì vẫn đang còn cố tìm cách phê cản trở, rồi cũng có thể nếu như ai mạnh quá người ta cảm thấy nguy hiểm thì người ta sẽ đàn áp. Vâng, đó là cái, và nhưng mà với cái thủ phát triển này thì người ta cô lập và người ta cản trở, riêng đối với các vị thì ấy là chủ yếu là cô lập, và nó mức độ để bắt thì để hay là để thế này thế kia để quy tố thì có thể nói là cộng sản cũng chưa dám là động đến họ. Vâng, phải nói rằng nếu mà chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của những cái người cộng sản đang hưởng những cái ơn mưa móc của chế độ, mà bây giờ vì nhận thức được chế độ cái con đường mình theo là sai lầm để rồi đi ngược trở lại, thì đó là một cái điều hết sức là can đảm. Trước hết họ phải sẵn sàng từ bỏ những cái quyền lợi mà họ đang hưởng, cái thứ hai là họ phải sẵn sàng chấp nhận những cái gian khổ, những cái khủng bố, hay là những cái nói chung là những cái khó khăn mà chế độ sẽ gây ra cho họ, thậm chí nếu mà nguy hiểm quá họ có thể vô tù hoặc là mất cả mạng sống nữa. Thưa anh, hiện nay sau khi mà anh ra tù như vậy là đã được 1,5 năm rồi, và anh vẫn còn đang bị trong cái tình trạng quản chế và bị công an đặc biệt quan tâm theo dõi, thế thì thưa anh có ý định là tiếp tục đấu tranh cho dân oan và cho tự do dân chủ hay không? Và nếu có đó, thì anh có bị cản trở hay không? Và họ cản trở anh như thế nào thưa anh? Vâng, tất nhiên thì đối với tôi ấy, thì đó là lý tưởng của tôi, thì tôi nhận thức nó đơn giản thôi. Tức là tôi nhận thức được cái khát vọng tự do dân chủ là khát vọng của dân tộc. Mà trong tình hình ấy là người dân ấy, còn cụ tình cái cụ thể là người dân lại bị tước đoạt rất nhiều quyền con người, và trong đó có bản thân tôi và rất nhiều người khác. Trên thực tế thì tôi nghĩ là tôi đấu tranh cho tôi, trước đã cũng một số anh em đã, thì tôi đấu tranh, tôi hiểu và biết được thì tôi đấu tranh, mà mọi người nhìn theo tôi mà đấu tranh. Tôi có cái là có cái may mắn là tôi nhận thức sớm được vấn đề này, mà tôi cho ra, mà tôi đặt nó một cái rất là cao, nó trở thành lý tưởng chiến đấu cho mình. Thì nếu nhiều khi tôi cũng trả lời thẳng với anh em, nếu có chết cũng được, các ông bắn giết tôi cũng được, nhưng các ông không thay đổi được cái lý tưởng. Thì tôi đã trả lời thẳng với nhiều lần an ninh làm việc với tôi như vậy. Mà còn cái chuyện mà cả Việt Nam này nói chỉ như chị Lê Thị Công Nhân đấy là một cái trạm ra cái nhà giam lớn thực sự, mà đúng kể cả hình thức lẫn nội dung nó là như vậy.
Thế thì còn mình bây giờ mình qua từ nhà tù nhỏ ra cái nhà tù lợ ra trại giam lớn thì nó vẫn thế thôi, nhưng mình thêm nghỉ cái này, tức là lại vẫn là chưa ra khỏi, là vẫn là mình bị quản chế. Thì tất nhiên những người như tôi thì Đảng Cộng sản và An ninh Cộng sản luôn luôn là phải để ý rồi, nói theo cách một cách dân dã theo kiểu Việt Nam là bị gạch đít đen trong danh sách rồi. Nên có lẽ nếu như mà sau hết quản chế rồi thì bản thân tôi cũng như rất nhiều anh em khác sẽ bị theo dõi, rồi bị sách nhiễu, rồi bị đủ mọi thứ cho đến đến già, nếu đừng như đang còn chế độ cộng sản. Và thì chúng tôi xác nhận là những cái đó, và chúng tôi vẫn quyết tâm vẫn đấu chiến đấu cho lý tưởng của mình thôi, chứ còn biết là nó là như thế. Vâng, chúng tôi cũng rất là cảm phục cái sự can đảm của anh. Nhất là chúng tôi vừa mới nghe anh nói trước đây là anh đã từng sẵn sàng tự thiêu trước khi mà anh trở thành một nhà đấu tranh cho dân oan và đấu tranh cho tự do dân chủ. Thế thì thưa anh, cái việc mà anh nói rằng anh tự thiêu đó, thế thì anh đã thực hiện chưa? Và chắc chắn là khi mà anh còn sống như thế này thì chắc chắn đó là anh chưa có tự thiêu được, phải không thưa anh? Không, thưa anh, tôi đã tự thiêu rồi anh ạ. Tôi cháy gần như hết người, tức là nếu tính theo tính hồi đó diện tích theo cái bệnh án lúc đó tính là đến 70% bị cháy, cháy từ độ 1 cho đến độ 4, là có lẽ là chết rồi. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao thì người ta không cho tôi đi Hà Nội để điều trị, đâu khi mà mọi người cứu được tôi ấy, thì nhiều đưa vào bệnh viện, mà đưa vào bệnh viện tỉnh nhé, họ khoanh vùng một khu vực y tế vào tập trung người để cứu chữa tôi. Thì bởi vì lúc đó năm 78 nó đang có một cái chuyện á, là về phía bên Trung Quốc đã ở phía Việt Nam mà Trung Quốc cái mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, rồi chiến tranh biên giới phía Tây Nam cũng nảy sinh. Thì tôi chỉ được biết rằng họ nghi ngờ tôi á, là tự thiêu để kích động người Hoa, nhưng không phải như thế. Mà tôi tự thiêu là tôi đòi hỏi cái xóa đấy, đòi hỏi xóa cái chế độ bất công. Bởi vì lúc đó tôi tầm 4 lít xăng, cả dầu hỏa lẫn xăng cho nó cháy được, mà tôi xác định chết. Thì tôi lên ngã tư Gành Đá Đường một đấy, tôi đã thiêu. Thì hồi đấy thì không hiểu như thế nào, nhưng mà sau này tôi tỉnh dậy nghe thì đã có dư luận ở trên BBC, người ta cũng đưa tin vào năm đấy. Nhưng mà may thì vẫn còn sống lại và trở thành người tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình. Vâng, như vậy là anh tự thiêu vào năm bao nhiêu ạ? Năm 1978 anh ơi, 76 tôi về thì 78 tôi tự thiêu. Vâng, chúng tôi rất là cảm phục cái sự can đảm của anh, sẵn sàng hy sinh mạng sống để mà phản đối lại cái chế độ cộng sản. Vâng, thưa anh, bây giờ anh đã trở về sau nhiều năm tù, thế thì so sánh cái cuộc đấu tranh trước khi anh vào tù và sau khi anh vào tù thì anh nhận thấy như thế nào? Nó có một cái sự tiến triển tốt đẹp không thưa anh? Vâng, nếu như so với năm 2008 thì hồi tôi bị bắt mà bắt đầu đi tù, thì hồi đấy thì nói thực ra mà phong trào thì đã mới chỉ sau khi cái đám tang của Hoàng Minh Chính ấy, thì thực ra thì cũng mới xuất hiện thôi. Mà mới kết nối hồi đấy thì tôi cũng chưa hiểu lắm được lắm, nhưng mà tôi thấy rằng mới có 8406 và một số nghe đâu có số cả Đảng Dân Chủ 21 của cũ với lại Đảng Thăng Tiến. Nhưng mà các nhân vật ấy, thì hoạt động đang phải nói cũng là đang còn vừa nằm trong phạm vi bí mật, lại như vậy là hoạt động thì nó cũng chưa được mạnh cho lắm. Nhưng mà cho đến bây giờ thì phải nói là tôi nghĩ là nó cái phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam ở trong nước ấy, thì nó đã phát triển một cách rất là mạnh mẽ mà tôi cũng không thể ngờ được. Tức là sau khi đang tù thì được một thời gian thì tôi thấy rằng nó cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ, tự do dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam
ở trong nước nó đã lan tỏa khắp từ Nam chí Bắc, từ trên rừng xuống biển, từ thành phố đến nông thôn, là chỗ nào cũng có người lên tiếng. Mà bây giờ nó lên tiếng, thậm chí là bây giờ những cái nhân sĩ trí thức ấy, cũng đã lên tiếng, thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là và cái hình các hình thức đấu tranh ấy, thì nó lại hết sức phong phú nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái phong trào, nói một cách khách quan là phong trào đấu tranh ở trong nước của bà con trong nước thì đang lên rất là mạnh. Vâng. À, thưa anh, song song với lại cái sự phát triển và lớn mạnh của cái phong trào dân chủ ở trong nước, thì chúng ta cũng thấy rằng là Cộng sản Việt Nam cũng gia tăng đàn áp và vi phạm nhân quyền rất là nhiều. Thế thì thưa anh, theo quan điểm của anh thì cái việc mà Cộng sản gia tăng đàn áp như vậy, kể cả những cái người yêu nước chống Trung Cộng nữa, thế thì điều đó có phải là một cái dấu hiệu cho thấy là cái chế độ độc tài vẫn còn rất là vững mạnh hay không thưa anh? Thưa anh, tôi lại nghĩ khác. Nếu như họ tăng cường đàn áp mà trong cái tình hình của xã hội Việt Nam lúc này thì họ không khác gì đổ thêm dầu vào lửa thôi. Bởi vì nếu như một chính quyền vững mạnh ấy, thì theo cách hiểu của tôi ấy, là người ta chỉ lấy lý, người ta nói, người ta giải quyết với nhau. Nhưng mà một chính quyền mà dùng bạo lực để mà đàn áp, tức là cái xu thế hiện nay trước hết là chúng ta đối thoại đã, nhưng mà ở đây thì không cần đối thoại mà dùng bạo lực để đàn áp, thì chứng tỏ rằng cái lõi của chính quyền ấy là yếu. Và ở đấy nó đang còn thể hiện cái sự hoảng loạn của chính quyền nữa. Cho nên bây giờ vừa qua đây chúng ta thấy có những cái đàn áp rất là vô lý, chẳng hạn như là mới đây nhất là cái chuyện mà một số bạn bè đến chỗ nhà anh Phạm Văn Tuổi chơi ấy, thì họ đã đến chơi thăm hỏi thôi, nhưng mà họ cũng bắt rất là vô lý, rồi họ câu lưu, rồi họ làm đủ mọi cái trò chơi côn. Và hiện nay thì cái hành xử đàn áp của cộng sản, nó của công an cộng sản đối với các nhà đấu tranh dân chủ cũng như những người dân mà đã có cất lên tiếng nói thì họ tiến hành rất là hoảng loạn, nhiều khi nó không còn luật lý nhỉ. Cái điều đó nó chứng tỏ rằng là họ càng ngày họ tự họ làm mất việc mà họ đàn áp, là họ tự làm càng suy mòn và thậm chí là không còn lòng tin của dân đối với đảng cộng sản nữa và đối với nhà nước, nhà cầm quyền nữa. Thế cái điều này là tôi nghĩ là họ mạnh mà họ đang tự sát ấy, tức là họ vô hình dung họ lại đưa phong trào, đẩy phong trào đấu tranh lên một bước mới. Tôi lấy một thí dụ cụ thể hơn, chẳng hạn như từ 2008 cho đến bây giờ họ bắt rất là nhiều người rồi tù đầy này khác, nhưng mà phong trào lái không xuống mà cứ lên. Thứ hai nữa là họ giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ được công khai hóa, tức là được, tôi hay gọi đùa đó là phong thánh. Thì chúng tôi hiện nay là đấu tranh rất là công khai, nói năng rất là công khai với nhà cầm quyền, chứ không phải là như trước đây nữa là mình phải dùng cái tác phẩm văn học hay là những cái gì gì đó để nói. Hoặc là còn bây giờ thì như anh và quý vị khán giả cũng đã biết được là hiện nay ở trong nước người ta đã hình như là gần như đi đến công khai để mà đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền cộng sản rồi. Còn việc họ đàn áp thì tôi nghĩ cho đó là không phải là mạnh mà đó là sự hoạt động. Thưa anh. Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là đồng ý với anh ở cái chỗ là càng dùng bạo lực nhiều thì càng chứng tỏ rằng là cái chế độ đã suy yếu đi rất là nhiều. Song song với cái sự suy yếu đó thì người ta đang nghĩ tới cái sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản. Thế thì thưa anh có nhận được một cái tin tức gì về cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không thưa anh? Vâng, thực tế mà nội bộ Đảng Cộng sản thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, nó có những cái rạn nứt của nó, nhưng mà rạn nứt của nó là ở cái chỗ là không phải vì người này cấp tiến hoặc người này bảo thủ mà rạn nứt về vấn đề quyền lợi, quyền lực. Nghe như là trong cái cuộc họp lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp hồi tháng cách đây mấy tháng đấy, chúng ta đã biết việc mà bao nhiêu định xử lý kỷ luật của định của
Thủ tướng X, là đồng chí X ấy, hay là như vậy để chỉnh đốn đảng, nhưng tất cả những cái đó đều không thành công. Những cái chẳng hạn như cái nghị quyết 4 để mà chỉnh đốn lại đảng, một số vấn đề cấp bách để làm không có hiệu quả, chứng tỏ rằng cái đó là cái sự lạc đất và nó tạo ra cái mâu thuẫn ở trong nội bộ đảng càng ngày càng ngày càng. Thì bây giờ người ta cứ nói như thế nhưng mà không thể làm được. Trong lúc đó có một cái mà người ta hay gọi thoái hóa, nhưng thực tế chất đó là sự khối nát ở trong đảng, chỉ càng ngày càng nặng nề. Họ cũng đánh giá, tự bản thân họ cũng đánh giá đó là như ông ấy nói là bây giờ mắc cái chứng bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, nó không vô phương cứu chữa. Thì nhưng mà còn cũng phải chúng ta cũng để một khách quan rằng, nếu như tôi nghĩ cái công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ Việt Nam mà thay đổi được cái thể chế chính trị này, thì rất mong là phía ở trong Đảng Cộng sản có một người nào đó, có một cái phe nhóm nào đó để có một cái tư tưởng tiến bộ, có thể đứng là tách ra để tạo thành một cái thay đổi từ trên xuống dưới, và có những cái sự tiến bộ mà được hé lộ thì chúng ta chớp lấy cái đó để họ làm như thế nào có một cái thay đổi Việt Nam thật sự, mà nó tránh cái sự đổ vỡ, tránh sự đổ máu. Mà tôi nghĩ rằng, mà tôi nói với nhiều anh em khác, là cái chuyện để tin Đảng Cộng sản có sự thay đổi thì rất là khó, không có đâu. Vâng, thưa nhà thơ Nguyễn Ngọc Thạch, cái thời giờ dành cho chúng ta trong cuộc hội luận này đã hết rồi. Xin cảm ơn nhà thơ rất là nhiều. Và trước khi từ giá, chúng tôi cũng xin chúc nhà thơ chân cứng đá mềm, và nhất là luôn luôn có đủ sức khỏe để mà tiếp tục cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Và chúng tôi cũng xin kính chào quý khán thính giả, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi hôm nay. Vâng, xin chào quý khán thính giả. Xin kính chào quý khán giả. Xin chào anh một chút kết để cho tôi có cơ hội để lên chia sẻ với bà con anh chị em. Xin cảm ơn mọi người. Dạ vâng, xin kính chào quý khán thính giả. Chào nhà thơ Phạm Ngọc Thạch. Chào nhà thơ Nguyễn Đức Thạch.